Đây là dự án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân các thôn Thuận Tốn, Khoan Tế, xã Đa Tốn do Ủy ban nhân dân xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Đại Việt trúng gói thầu thi công xây dựng toàn bộ công trình với giá hơn 9,3 tỷ đồng vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Tại dự án, công ty xây dựng Đại Việt có dấu hiệu thi công không theo hồ sơ được duyệt, kém chất lượng, vừa làm đã hỏng. Cụ thể, hạng mục vỉa hè lát gạch block đã bị lún, hỏng nhiều vị trí, Bên dưới lớp gạch block, nhà thầu dùng cát chủ yếu có màu đen, không thấy 5 cm lớp cát vàng đệm và 10 cm cát vàng đầm chặt K95 gia cố xi măng 8% nhiều hồ sơ. Trên thị trường, giá cát đen rẻ hơn rất nhiều so với giá cát vàng. Trong khi đó, tại hạng mục tường rào, theo hồ sơ, khoảng 15 m tường rào phải có một khe lún bằng hai lớp bao tải, ba lớp nhựa, nhưng thực tế, nhà thầu cũng không làm theo hồ sơ. Nhiều đoạn tường rào bị thi công ẩu, khi các vết bong chóc, nứt đã xuất hiện. Thậm chí, lớp chát rất bở, có thể dễ dàng bung ra như thế này. Cũng theo hồ sơ, đường bê tông phải có khe co rộng 0,8 đến 1,2 cm, chèn ma tít và khe giãn rộng 2,5 cm, chèn gỗ đệm và ma tít. Thế nhưng tại đường bê tông trong nghĩa trang thôn thuận tốn, có dấu hiệu bị nhà thầu làm thiếu kích thước khe co và không làm khe giãn. Đường bê tông đã xuất hiện nhiều vết nứt dài, có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ trên thực tế là sau khi mà đi kiểm tra một lượt thế thì cũng có nhiều cái điểm mà về mặt xây dựng thì cũng chưa đảm bảo ví dụ như là tường bị nứt hoặc là bong chóc hoặc là đường thì bị sụt lún thì cái chỗ này ấy thì mắt thường chúng ta cũng nhìn thấy thì cái chỗ này là một là chúng tôi cũng về với cái trách nhiệm đối với địa phương và chúng tôi cũng ý kiến lên ủy ban và cũng nhà thầu trước những tồn tại ở dự án trên, phóng viên đã đặt lịch làm việc và thông tin đến ông Đinh Văn Giảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đa Tốn. Thế nhưng nhiều tháng trôi qua, Ủy ban Nhân dân xã Đa Tốn chưa có sự phản hồi và phóng viên không thể liên lạc được với ông Giảng. Đặc biệt, theo tìm hiểu, dù có dấu hiệu thi công kém chất lượng, vừa làm đã hỏng, nhưng Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Đại Việt lại liên tiếp trúng hàng chục gói thầu do Ủy ban Nhân dân xã Đa Tốn làm chủ đầu tư trong thời gian qua. Trong khi đó, tại xã Kiều Kỵ, huyện Gia Lâm, ngày 24 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Kiều Kỵ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8 thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc dự án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân các thôn Hoàng Xá, Chu Xá, Gia Cốc. Theo đó, công ty cổ phần cơ giới và xây dựng Gia Lâm trúng thầu với giá hơn 6,1 tỷ đồng. Ghi nhận tại điểm nghĩa trang số 2, thôn Chu Xá. Theo yêu cầu về kỹ thuật, 10 mét kè đá phải có một khe lún chèn bao tải tầm nhựa đường 3 lớp. Tuy nhiên, nhiều đoạn nhà thầu không làm khe lún. Còn tại điểm Nghĩa Trang số 3, thôn Chu Xá, hồ sơ cũng yêu cầu vật liệu xây tường rào là gạch không nung. Thực tế tường rào và móng tường rào, nhà thầu lại dùng gạch nung để xây dựng. Vậy không hiểu vì lý do gì, các đơn vị liên quan vẫn nghiệm thu công việc cho nhà thầu để thi công những phần việc tiếp theo lên trên. Đáng lo hơn là hiện nay đoạn tường rào này đã xuất hiện vết nứt lớn và dài. Còn tại hạng mục đường bê tông cũng có dấu hiệu bị thi công ẩu khi nhiều vết nứt đã xuất hiện. Trước những tồn tại ở dự án này, phóng viên đã thông tin đến ông Đỗ Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiều Kỵ và nhận được câu trả lời bất ngờ. Hôm hôm này nói trước đây anh đã cho kiểm tra mà, anh giao phó mà. Chú nghĩ sao? là anh mẹ chủ tịch anh đi xuống xem à. Anh đã giao số số này cho em rồi, cho cho phó rồi để hẹn em để làm việc nhà mình còn đéo làm cẩn thận bằng đấy sao nhà mình xây ấy những thằng nào mà xây dựng cái trang làm cửa phải là phải tự chết đây là lời nói của một vị chủ tịch xã và liệu đã đúng chuẩn mực hay chưa và không hiểu việc làm cẩn thận mà ông kiên nói diễn ra như thế nào nhưng hình ảnh thực tế tại công trình nghĩa trang này đã chứng minh sự cẩn thận ấy có thật hay không. Hứa hẹn làm việc với phóng viên là vậy, nhưng nhiều tháng qua, Ủy ban Nhân dân xã Kiêu Kỵ chưa có phản hồi và phóng viên không thể liên lạc được với ông Kiên. Những dự án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân các thôn ở xã Đa Tốn và Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân địa phương. Thế nhưng, những công trình tâm linh ý nghĩa ấy lại có dấu hiệu bị thi công sai hồ sơ thiết kế, kém chất lượng và không được chính quyền địa phương phát hiện, xử lý kịp thời. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra kiểm tra các dự án trên và xử lý nghiêm những vi phạm nếu có, để bảo đảm chất lượng công trình báo nhà báo và công luận sẽ tiếp tục thông tin